Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tối nay thứ Tư ngày 18 tháng 11 với những nội dung chính sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 11 đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020 và bàn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là cầu nối quan trọng nhân lên sức mạnh đồng thuận ý đảng lòng dân. Thành phố Hạ Long tập trung đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông, tạo điều kiện để người và phương tiện đi lại thuận tiện an toàn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh thời gian qua, trong đó có việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phát triển kinh tế xã hội, mặc dù là địa phương tuyến đầu chịu tác động bởi dịch COVID-19, song Quảng Ninh vẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 ở mức 2 con số, khách du lịch 10 triệu lượt, thu ngân sách vượt dự toán đầu năm. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ấn tượng trước những kết quả tỉnh Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh với những định hướng đúng đắn đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Điều hành Thành phố Thông minh, đồng chí Phạm Thế Duyệt ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ của dân, do dân, vì dân. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực với tinh thần đổi mới sáng tạo của tập thể lãnh đạo tỉnh. Đồng chí tin tưởng với những nền tảng đã được xây dựng vững chắc cùng những hướng đi đúng đắn sẽ là tiền đề vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 11 để đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong bối cảnh chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19. Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt sáng tạo chủ động sát thực tế trong công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh. Đến nay, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 của tỉnh ước tăng 10%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, cùng với việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các ngành công nghiệp than, điện, xi măng, dệt may, bột mì, dầu thực vật, nhiều dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị âm thanh đã được đưa vào hoạt động. Bổ sung thêm năng lực sản xuất mới, đẩy tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp tăng cao, đạt 10,4%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế. Nhờ có các giải pháp kích cầu kịp thời, các hoạt động du lịch dịch vụ đã dần được khôi phục hoạt động. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản duy trì ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở ngành địa phương tiếp tục được cải thiện. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 49.300 tỷ đồng, bằng 103% dự toán, tăng 7% cùng kỳ, trong đó thu xuất nhập khẩu ước đạt 12.300 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 37.000 tỷ đồng. Ba đột phá chiến lược tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giáo dục y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư cải thiện. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2020 là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, các ngành địa phương phải kịp thời tham mưu cho tỉnh xây dựng một bức tranh tổng thể phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế của tỉnh, nhất là các tiềm năng vẫn còn nhiều dư địa. Trong đó lưu ý về những giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững, quan tâm công tác quy hoạch phát triển giáo dục, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn đất đá phục vụ san lấp mặt bằng các dự án, nhận diện những thách thức của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế xã hội.
Kết luận của họp, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới, Sở Công Thương, Hải quan, Biên phòng tiếp tục kết nối tiêu thụ nông sản và thủy sản, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, hỗ trợ các khu công nghiệp, khu kinh tế phát triển sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo, đảm bảo kế hoạch hoàn thành các dự án công trình trọng điểm động lực, đồng thời tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện, chương trình kích cầu du lịch. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, các ngành đơn vị địa phương xây dựng kịch bản cụ thể cho tăng trưởng kinh tế và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 làm cơ sở để tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm tới. Cùng với tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong những tháng cuối năm, các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung triển khai các nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, bám sát kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững, tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, kết hợp đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng thu đủ, nộp ngân sách kịp thời, có giải pháp mạnh, tăng cường chống thất thu ngân sách, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai tài nguyên, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương. Sáng nay, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp đoàn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh đi dự Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đánh giá cao sự đóng góp của hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh với sự phát triển chung của tỉnh và mong muốn trước thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ của quê hương Quảng Ninh và đất nước, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh sẽ có thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, đạo đức và nghệ thuật, phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện bước chuyển mạnh mẽ của đời sống xã hội, đúng tầm vóc, tương xứng với những thành tựu phát triển của tỉnh. Đồng thời, mang tiếng nói hơi thở cuộc sống của Quảng Ninh tới Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 18 tháng 11, ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày này cách đây đúng 90 năm, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Hội Phản đế Đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và sau này là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập. Đây là bước phát triển của phong trào yêu nước và phong trào cách mạng. Phát huy truyền thống 90 năm hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối quan trọng nhân lên sức mạnh đồng thuận ý đảng, lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh qua các thời kỳ. Với phương châm thần tốc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, các địa phương có tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái đi qua và các sở ngành đơn vị liên quan đã tích cực vào cuộc hoàn thành chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án sau điều chỉnh, vượt trước kế hoạch tỉnh giao. Kết quả này có vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân, đồng thời lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của người dân, kịp thời có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý, theo hướng công khai, minh bạch. Một trong những vấn đề thành công của chúng tôi đấy là tôi sát cơ sở và triển khai các cái nhiệm vụ là rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, có một sự đoàn kết, đồng lòng. Cũng nhờ vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng loạt dự án trọng điểm khác của tỉnh như cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, cảng không quốc tế Vân Đồn cũng được triển khai thuận lợi. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã huy động nhân dân tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất xây dựng nông thôn mới. Phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, gắn với đề án 196 riêng có của tỉnh, đưa các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo chương trình 13 năm, hoàn thành trước một năm so với lộ trình đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 4,56% năm 2015 còn 0,36% năm 2020. Bức tranh nông thôn mới Quảng Ninh hôm nay là thành quả to lớn từ sự đồng thuận, chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền và cả cộng đồng xã hội, thể hiện rõ hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Những nội dung mà xây dựng nông thôn mới thì mọi người dân đều được bàn, trong thôn đều công khai minh bạch tất cả các nội dung, bà con đều được biết hết, về phải họp dân, họp thôn chứ.
họp thôn để mọi người cùng biết, để mà hưởng ứng, để mà coi như là cùng mình cùng nhau cùng làm. Là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên tập trung tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, coi đây là hoạt động trọng tâm, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã vận dụng hết sức sáng tạo, bởi lẽ các đồng chí đã có những cái tri thức mới, kiến thức mới, những vận dụng những cái thông tin liên lạc hết sức là linh hoạt. Do đó mà phương thức hoạt động, nội dung hoạt động càng ngày càng có hiệu quả hơn. 90 năm đi qua những khó khăn thử thách, nhưng thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp, sức mạnh của khối đại đoàn kết luôn được vun đắp, phát huy qua các thời kỳ. Đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh tới cơ sở được kiện toàn, chất lượng ngày một nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Phương thức hoạt động, công tác tham mưu ngày càng được đổi mới, khẳng định vai trò và vị thế của mặt trận trong hệ thống chính trị và trong lòng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa Quảng Ninh vững tin bước vào chặng đường mới. Đứng trước những nhu cầu phát triển mới, nhất là những mục tiêu và nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa đề ra, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng củng cố tổ chức bộ máy, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Mặt trận các cấp cũng như của các đoàn thể chính trị xã hội có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc các cấp phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, có trọng tâm trọng điểm. Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phải thực sự vừa là chỗ dựa tinh thần vững chắc, vừa là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin, vừa là cầu nối giữa Đảng, các cơ quan nhà nước với nhân dân và giữa nhân dân với tổ chức Đảng và các cơ quan nhà nước. Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, bước vào thời kỳ phát triển mới, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, truyền thống yêu nước đại đoàn kết của dân tộc, truyền thống anh hùng, tinh thần kỷ luật đồng tâm của giai cấp công nhân vùng mỏ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin cậy giao phó, xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển giàu đẹp. Cùng với thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, ở Vân Đồn có nhiều nông sản nổi tiếng, trong đó có quả cam. Đây là một trong những sản phẩm ô cốp được trồng theo quy mô hàng hóa cho giá trị kinh tế cao và được người dân, du khách rất ưa chuộng. Xã Vạn Yên là một trong những vùng trồng cam tập trung lớn nhất của huyện Vân Đồn, với 184 ha, trong đó có 100 ha đang được thu hoạch. Thời điểm này, nhiều diện tích cam trong xã đã bắt đầu chín, với năng suất bình quân từ 8 đến 10 tấn một ha. Vụ cam năm nay, xã Vạn Yên dự kiến thu trên 200 tấn cam. Cây cam này là nguồn thu chính của bà con. Như nhà tôi là có khoảng chục hecta, sản lượng như năm nay là khoảng được chục tấn. Được chục hát thu hoạch thì cũng bán, hiện tại bây giờ là bán cũng được 4-5 tấn rồi. Thu hoạch xong tôi dự tiến cũng được 1,5 tỷ tiền cam. Ngoài hai loại cam chín là cam sen và cam giấy, vài năm trở lại đây, các hộ ở Vân Đồn đưa vào trồng thêm một số giống cam đường, cam đường chua, cam V2. Để khẳng định thương hiệu cam Vân Đồn, huyện cũng hết sức quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm.
đồng thời hướng dẫn quy trình chăm sóc, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ nhằm giữ hương vị quả thơm ngon đặc trưng, đảm bảo năng suất và hiệu quả kinh tế. Hội nông dân thì cũng đã triển khai tuyên truyền đến các chi hội và vận động từng hội viên trồng cam là mình đảm bảo cái quy trình chăm sóc, chủ yếu là sử dụng cái thuốc mà nó sinh học ấy, thì để đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng quả cam. Thì hàng năm thì hội cũng phối hợp và để tập huấn các cái lớp mà chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cùng với diện tích trồng tập trung ở Vạn Yên, cam Vân Đồn còn được trồng nhiều ở các xã Bản Sen, Đoàn Kết, Đài Xuyên và Bình Dân với tổng diện tích 312 ha, mỗi năm cho sản lượng khoảng 700 tấn. Từ phát triển thương hiệu cam Vân Đồn, nhiều hộ đang có thu nhập khá, góp phần nâng cao nhóm tiêu chí kinh tế tổ chức sản xuất trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, một trong những chủ trương nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã đề ra là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo. Cùng với việc tập trung phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại, xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư, tỉnh Quảng Ninh cũng đặc biệt quan tâm hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh đang ngày càng khẳng định uy tín và thương hiệu trong đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Với chủ đề đổi mới quản lý giáo dục, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, mở rộng loại hình đào tạo theo nhu cầu của xã hội, năm 2020-2021, trường Cao đẳng Việt Hàn tuyển sinh được 384 học sinh sinh viên cho các hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. Tại lễ khai giảng được tổ chức vào sáng nay, thầy và trò nhà trường quyết tâm tiếp tục xây dựng trường Cao đẳng Việt Hàn thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh. Các ngành nghề của trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh đang đào tạo thì chúng tôi có 5 ngành nghề là đáp ứng được các nghề chế biến chế tạo. Một là công nghệ ô tô, hai là cắt gọt kim loại, ba là công nghệ hàn, bốn là điện công nghiệp và năm nữa là điện tử công nghiệp. Thì đây là 5 cái nghề mũi nhọn, 5 cái nghề trọng điểm và trường đang đào tạo theo cái tiêu chí chất lượng cao. Và chúng tôi có máy móc thiết bị hiện đại, có đội ngũ nhà giáo được bồi dưỡng và có chương trình giáo trình được chuyển giao từ Hàn Quốc, cho nên là sẵn sàng để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động theo cái nghị quyết của tỉnh đề ra. Sau hơn 4 năm hoạt động, trường Cao đẳng Việt Hàn đang từng bước khẳng định thương hiệu, công tác tuyển sinh, học tập, giảng dạy đi vào nề nếp. Giai đoạn 2016-2020, trường Cao đẳng Việt Hàn đã tuyển sinh trên 1.900 học sinh sinh viên cao đẳng, trung cấp và sơ cấp ở các ngành nghề đào tạo gồm hàn, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò, kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, vận hành thiết bị mỏ hầm lò và kỹ thuật chế biến món ăn. Với phương pháp đào tạo đề cao tính thực tiễn, thời gian thực hành trên các hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến chiếm tới 70%. Tất cả học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh đều đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp và có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Quá trình học ở trên trường thì môi trường học rất là tốt, có thầy cô rất là nhiệt tình giúp đỡ, em được thực hành rất là nhiều. Cuối năm nay thì sẽ được thực tập. Thực tập thì sau khi ra trường thì nhà trường sẽ giúp đỡ là tạo điều kiện liên kết với các nhà máy để mà xin việc của bọn em, nên em rất là yên tâm về đầu ra. Đây là một cái điều kiện cơ sở vật chất rất tốt. Thế vì vậy mà chúng tôi đã ngay từ 2016, chúng tôi đã hợp tác, đã ký hợp đồng với nhà trường là đào tạo một cái lớp đầu tiên, đó là đào tạo về an toàn lao động, về vệ sinh lao động để bảo quản được an toàn cho máy móc, cho nhà xưởng, cho thiết bị, cho con người. Và tiếp nối là 2017-2018 là gốm đất Việt kết hợp nhà trường đào tạo được 4 lớp, đó là lớp thợ hàn, phay bảo tiện, sửa chữa ô tô và lái xe nâng. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm tới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ bàn và cho ý kiến đối với nghị quyết về cơ chế chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại trường Cao đẳng Việt Hàn cùng trường Đại học Hạ Long và các cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số. Khi được thông qua, nghị quyết này sẽ tạo điều kiện để trường Cao đẳng Việt Hàn tiếp tục phát huy thành tích, khẳng định thương hiệu một trong những đơn vị đào tạo nghề top đầu của tỉnh với chất lượng đạt chuẩn quốc tế, góp phần để ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Quảng Ninh thực sự đột phá trong thời gian tới. Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hành trình gieo chữ của các thầy cô giáo còn lắm những gian nan.
Không ngại khó khăn vất vả, cô giáo Hoàng Thị Tám ở huyện vùng cao Ba Chẽ với 30 năm gắn bó với nghề dạy học đã mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao. Vượt quãng đường hàng chục cây số để vận động và đưa học sinh đến lớp không còn là chuyện xa lạ đối với cô giáo Hoàng Thị Tám, giáo viên lịch sử và giáo dục công dân, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đồn Đạc. Với đặc thù địa bàn vùng núi, hầu hết các em học sinh ở đây nhà ở xa trường. Đường đến trường khó khăn, vất vả, qua nhiều khe suối. Tuy nhiên, được sự quan tâm của cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Tám và các thầy cô giáo, học sinh nhà trường đi học chuyên cần hơn. Trước kia em hay nghỉ học vì có Tám đến nhà vận động em đi học, nên là bây giờ em không nghỉ học nữa và em đi học đầy đủ. Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Ba Chẽ, cô giáo Hoàng Thị Tám hiểu rõ những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Ước mơ mang con chữ, thay đổi cuộc sống những đứa trẻ vùng cao chính là động lực thôi thúc cô Tám theo nghề giáo và cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương. 30 năm gắn bó với nghề dạy học, luân chuyển công tác qua nhiều ngôi trường vùng cao, cô Tám không chỉ dạy các thế hệ học trò kiến thức mà còn giáo dục các em thói quen cần cù, chăm chỉ, nếp sống văn hóa văn minh. Cô cũng luôn đồng hành cùng học sinh trong cuộc sống, giúp các em vượt qua khó khăn để bám trường, bám lớp. Em rất yêu quý cô Tám vì cô Tám luôn tận tình dạy chúng em học và cô Tám hay xin quần áo cho chúng em mặc và dạy cho chúng em cách sống. Cô Tám hay dạy chúng em học và dạy nên nếp sinh hoạt trong bán trú. Cô cũng hay tâm sự với chúng em nên cô giúp chúng em bớt nhớ nhà. Phải thực sự tâm huyết mới nghề thì các thầy cô giáo mới có thể bám trụ và dạy học cho các em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Trong số các thầy cô giáo đó thì có cô Hoàng Thị Tám. Cô Tám không chỉ tâm huyết với nghề mà còn dạy giỏi và luôn yêu thương, đồng hành, giúp đỡ các em học sinh bám trường bám lớp. Đối với cô giáo Hoàng Thị Tám, mỗi học sinh cô dạy dỗ cũng giống như những đứa con thân yêu của mình. Được chứng kiến lớp lớp các thế hệ học sinh chăm ngoan học tập, trưởng thành là món quà lớn nhất của người giáo viên hết lòng vì học sinh này. Giáo viên vùng cao mà, vất vả quen rồi. Có khó khăn nhưng vẫn yêu ngành, yêu nghề. Cứ những ngày lên giảng nhìn thấy các em đến trường, đến lớp, đấy là một cái niềm vui của tôi. Với nhiều học sinh, cô giáo Hoàng Thị Tám không chỉ là người thầy mà còn là người thân, luôn quan tâm lo lắng, đồng hành cùng các em đến trường. Dẫu còn nhiều khó khăn, cô giáo Hoàng Thị Tám vẫn không nản lòng, quyết tâm bám lớp, bám trường, truyền đạt kiến thức cho các em học sinh thân yêu. Tiếp theo là một số tin tức khác. Cùng với khí thế phấn khởi trong toàn tỉnh, các khu dân cư trên địa bàn huyện Cô Tô đang sôi nổi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Thời gian tới, cán bộ đảng viên và nhân dân huyện đảo Tiền Tiêu của Tổ quốc tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Cô Tô ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng tầm trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao, huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước. Chiều nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân khoản vay 185,5 triệu đồng cho 3 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Minh Hằng, thành phố Hạ Long và 2 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Móng Cái và thành phố Uông Bí để trả lương cho 72 người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các đơn vị được hưởng lãi suất 0% trong thời hạn 12 tháng. Lãi suất nợ quá hạn là 12% một năm. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải báo chí về chủ đề Văn hóa ứng xử cho 37 tác phẩm và 8 cơ quan báo chí. Trong đó có một tác phẩm của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đạt giải 3. Giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa con người Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế,
đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về văn hóa ứng xử, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Bất cập về hạ tầng được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, tạo điều kiện để người và phương tiện đi lại thuận lợi an toàn, thành phố Hạ Long đã và đang triển khai xử lý cải tạo hạ tầng giao thông, khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Ngã tư Ao Cá, điểm giao cắt quốc lộ 18 với đường 279 và đường Cái Răm. Để tạo thuận lợi và an toàn cho người và phương tiện lưu thông, thành phố Hạ Long đã mở rộng nút giao gấp 4 lần và tổ chức các làn đường dành riêng cho các phương tiện ra vào quốc lộ 18 từ đường 279 và đường Cái Răm. Còn tại tuyến đường Đặng Bá Hát nối đường dẫn cầu Bãi Cháy với đường Lê Thánh Tông, tuyến đường có nhiều điểm cong cua, tầm nhìn hạn chế. Thành phố đã tiến hành gia cố lại bờ mái ta luy, cắt cua, mở rộng mặt đường, cải thiện tầm quan sát của người điều khiển phương tiện. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện thi công vào tránh vào các giờ cao điểm, tập trung thi công vào các giờ vào ban đêm, tăng cường vào ca đêm và thực hiện bố trí nhịp nhàng giữa các mũi thi công để tránh trùng lặp gây ách tắc giao thông. Bố trí từ 4 đến 6 người để đảm bảo giao thông theo từng tốp và từng đội thi công. Ngoài ra nhà thầu thi công sẽ thi công cuốn chiếu, đến đâu hoàn thiện đến đấy. Từ đầu năm đến nay, cùng với việc bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, sơn lại vài kẻ đường, thành phố Hạ Long đã bố trí hơn 2.500 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông. Đến nay nhiều công trình dù chưa hoàn thành 100% nhưng đã bước đầu cho thấy hiệu quả, giảm xung đột, giảm ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông trên địa bàn cũng đã giảm cả 3 tiêu chí. Ban an toàn giao thông thành phố sẽ tiếp tục tham mưu thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường, xã tích cực ra quân trong việc lập lại trật tự đô thị để đảm bảo đường phố được thông thoáng và an toàn. Theo kế hoạch, việc cải tạo, xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông sẽ được thành phố Hạ Long hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.